Đây là chương trình tin tức cuối tuần của Đài Sài Gòn TV. Lương Minh Châu và Thanh Tâm phụ trách chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào quý vị. Trong chương trình tin tức ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những phần tin liên quan đến thế giới, Hoa Kỳ, Việt Nam và showbiz. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Mở đầu là phần tin thế giới. Hoa Kỳ, Liên Âu, Ấn Độ và Saudi công bố thỏa thuận về cơ sở hạ tầng nhằm đối trọng với dự án vành đai con đường của Trung Quốc. Các giới chức Hoa Kỳ, Liên Âu, Ấn Độ và Ả Rập Saudi đã công bố một thỏa thuận về hải cảng cũng như là các đường sắt đa quốc gia nối liền hai khu vực Trung Đông và Nam Á bên lề hội nghị thượng đỉnh khối G20 đang diễn ra tại New Delhi. Hiệp định này diễn ra vào thời điểm quan trọng khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang tìm cách đối trọng lại với kế hoạch vành đai con đường của Trung Quốc đối với cơ sở hạ tầng toàn Cầu, bằng cách quảng bá Hoa Kỳ như là một đối tác và một nhà đầu tư khác cho các quốc gia đang phát triển. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cho biết thỏa thuận mới sẽ bao gồm một tuyến đường sắt nhằm cải thiện giao thông giữa châu Á, Trung Đông và châu Âu, cũng như kết nối năng lượng điện và hydrogen. Thỏa luận sẽ bao gồm việc vận chuyển bằng tàu giữa Ấn Độ và Ả Rập Saudi, sau đó bằng xe lửa đi qua Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, có thể là đến Jordan, vận chuyển quá cảnh tới Thổ Nhĩ Kỳ và từ đó sẽ đi bằng xe lửa. Cố vấn an ninh quốc gia tòa bạch Ốc ông Jay Sullivan tuyên bố: Chúng tôi tin rằng sự kết nối từ ấn độ qua trung đông tới châu âu là vô cùng quan trọng và sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế cũng như lợi ích về chiến lược đáng kể cho tất cả các quốc gia có liên quan. Ông nhấn mạnh là nỗ lực tăng cường năng lực cho vay của ngân hàng thế giới và quỹ tiền tệ quốc tế sẽ mang lại một sự thay thế đáng tin cậy cho các khoản vay của trung quốc. Hoa kỳ đã chỉ trích các hoạt động cho vay của bắc kinh trong dự án vành đai và con đường là mang tính ép buộc các nước khác. Một phân tích gần đây về hàng chục quốc gia mắc nợ của Trung Quốc nhiều nhất bao gồm các nước như là Pakistan, Kenya, Zambia, Lào và Mông Cổ đã cho thấy việc trả nợ đang tiêu tốn một khoản doanh thu thuế lớn hơn bao giờ hết. Các quốc gia này có tới 50% khoản vay nước ngoài từ Trung Quốc và hầu hết đều phải dành hơn 1 phần 3 doanh thu của quốc gia để trả nợ cho Trung Quốc. Liên minh châu Phi gia nhập khối G20 Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo Liên minh châu Phi trở thành thành viên thường trực của G20, khối các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị G20 ở New Delhi, Thủ tướng Modi tuyên bố Ấn Độ đã đề xuất cấp tư cách thành viên thường trực G20 cho Liên minh châu Phi. Với sự chấp thuận từ các bên, tôi đề nghị các nhà lãnh đạo AU tiếp nhận vị trí thành viên thường trực của G20. Tổng thống quốc đảo Kiribati, ông Azali Asumani, người đang đảm nhiệm vị trí chủ tịch Liên minh châu Phi, sau đó đã ngồi vào vị trí giữa các nhà lãnh đạo thế giới theo lời mời từ ngoại trưởng Ấn Độ. Jai Shankar. Trước đó, hồi tháng 6, Thủ tướng Modi đã viết thư cho các nhà lãnh đạo khối G20 đề nghị trao quyền thành viên cho Liên minh châu Phi. G20 hiện gồm 19 quốc gia và Liên minh châu Âu, đại diện cho khoảng 85% GDP, hơn 75% thương mại toàn cầu và khoảng 2 phần 3 dân số thế giới. Liên minh châu Phi có 55 quốc gia thành viên với tổng GDP 3.000 tỷ Mỹ Kim, dân số khoảng 1,4 tỷ người. Khối đã đình chỉ tư cách thành viên với Mali, Guinea, Sudan, Burkina Faso, Niger và Gabon sau khi đảo chánh xảy ra tại 6 quốc gia này. Hội nghị thượng đỉnh khối G20 đã khai mạc tại New Delhi, Ấn Độ ngày 9 tháng 9 với sự tham gia của các nhà lãnh đạo nhóm 20 nước phát triển nhất thế giới. Một điểm đáng chú ý tại hội nghị năm nay là sự vắng mặt của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là lần đầu tiên ông Tập không tham dự sự kiện thường niên này kể từ lúc đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc hơn 10 năm qua người thay trong tập dự sự kiện là thủ tướng lý cường ngoại trưởng nhật bản bất ngờ thăm ukraine bàn kế hoạch tái thiết Ngoại trưởng của Nhật Bản, ông Yoshimaya Hayashi đã bất ngờ tới thăm Ukraine và có cuộc hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng như là Ngoại trưởng Dmitry Kuleba. Tháp tùng trong chuyến đi là các quan chức doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có Tổng giám đốc tập đoàn Rakuten. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết là tại cuộc hội đàm, hai bên đã đồng ý khởi động các cuộc thảo luận về việc bảo đảm an ninh và hợp tác tái thiết nền kinh tế Ukraine. Ngoại trưởng Hayashi đã cam kết sẽ hỗ trợ cho khu tái thiết cả trong lĩnh vực công lẫn tư. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau đó, Ngoại trưởng Kuleba nói là chúng tôi rất vui mừng được chào đón ngoại trưởng Hayashi tại Kyiv cùng với đại diện các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản. Điều quan trọng là vào thời điểm này, Nhật Bản đã bắt đầu chuẩn bị tham gia vào quá trình tái thiết Ukraine thời hậu chiến. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia khác hãy noi gương của Nhật Bản. Ông nói thêm rằng vì những quy định hạn chế của hiến pháp, Tokyo không thể cung cấp cho Kyiv những hỗ trợ mang tính sát thương, thế nhưng Nhật Bản đã chứng tỏ rằng họ có thể giúp đỡ rất nhiều trong những lĩnh vực khác nhất là về mặt an ninh. Đáp lời thì Ngoại trưởng Yoshimaya Hayashi nói rằng cần có một số tiền khổng lồ để phục hồi và tái thiết Ukraine và quốc tế thừa nhận rằng điều cần thiết không chỉ là thúc đẩy chính phủ mà còn cả các hiệp hội doanh nghiệp tư nhân. Chúng tôi đã mời một vài doanh nghiệp Nhật Bản đi cùng trong chuyến thăm lần này để họ tận mắt nhìn thấy tình hình thực tế tại Ukraine và trao đổi ý kiến với các quan chức Ukraine. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ rất có ý nghĩa vì nó đóng vai trò là điểm khởi đầu cho sự phát triển của sự tham gia của các công ty Nhật Bản vào nỗ lực phục hồi và tái thái thiết cho Ukraine. Ngoại trưởng Hayashi sau đó đã trao tặng một số chiến xa đặc biệt, cũng như là các thiết bị rà phá bom mìn cho lực lượng cứu nạn của Ukraine. Hoa Kỳ sẽ gửi đạn uranium cho Ukraine trong mùa thu năm nay. Tại cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ngày 8 tháng 9, phát ngôn nhân ngũ giác đài Sabrina Singh cho biết lô đạn uranium nghèo đầu tiên trị giá 175 triệu Mỹ Kim, theo dự kiến sẽ được gửi đến Ukraine ngay trong mùa thu năm nay. Bà Singh từ chối đưa ra ngày chính xác, nhưng Washington muốn đạn uranium nghèo đến Ukraine vào thời điểm chính quyền Kiev tiếp nhận lô xe tăng M1 Abrams đầu tiên, cũng do Washington chuyển giao. Ngũ giác đài cũng bác bỏ các tin tức cho rằng đạn uranium nghèo gây ra ung thư và dị tật bẩm sinh. Ngũ giác đài cũng công bố có viện trợ kế tiếp cho Kiev trị giá 600 triệu Mỹ Kim và bao gồm đạn dược cho hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và đạn pháo 105mm. Cùng ngày, quân đội Hoa Kỳ cho biết sẽ kéo dài khóa huấn luyện lái xe tăng Abrams cho các binh sĩ Ukraine tại Đức. Phát ngôn nhân Bộ Chỉ huy Lục quân Hoa Kỳ tại châu Âu và châu Phi, ông Martin O'Donnell cho biết, theo yêu cầu của Ukraine, quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục huấn luyện kỹ năng vận hành và bảo dưỡng xe tăng cho binh sĩ Ukraine, cho đến khi toàn bộ 31 xe tăng Abrams viện trợ đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu. Quá trình huấn luyện theo dự kiến sẽ kéo dài nhiều tuần lễ. Như vậy, xe tăng M1A1 Abrams không thể tham chiến tại Ukraine trong ít nhất vài tuần nữa. Các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ trước đó cho biết, 10 chiếc xe tăng Abrams đang trải qua giai đoạn tân trang cuối cùng tại Đức và có thể chuyển đến Ukraine ngay trong tháng 9. Khoảng 200 binh sĩ Ukraine đã huấn luyện trên xe tăng Abrams tại các thao trường của lục quân Hoa Kỳ ở Đức. Quá trình huấn luyện căn bản kết thúc hồi cuối tháng 8. Đầu năm nay, Washington loan báo sẽ chuyển xe tăng Abrams cho Kyiv. Ngũ Giác Đà sau đó cho biết sẽ viện trợ chiếc M1A1 ít phức tạp hơn để đẩy nhanh tiến độ bàn giao do có thể rút số xe tăng này từ kho dự trữ và tân trang nhanh hơn những mẫu hiện đại. Ukraine kỳ vọng xe tăng Abrams sẽ giúp họ vượt qua phòng tuyến kiên cố của Nga trong chiến dịch phản công. Tàu chiến của Hoa Kỳ và Canada cùng đi qua eo biển Đài Loan trong nhiệm vụ tuần tra chung. Hải quân Hoa Kỳ cho biết hai tàu chiến của Hoa Kỳ và Canada đã đi qua eo biển Đài Loan vào hôm thứ Bảy, đánh dấu nhiệm vụ tuần tra chung lần thứ nhì giữa Hoa Kỳ và Canada kể từ tháng 6. Đề thất hạm đội Hải quân Hoa Kỳ cho hay là tàu khu trục mang hỏa tiễn dẫn đường USS Ralph Johnson và chiến hạm Ottawa của Hải quân Canada đã thực hiện một chuyến đi thường lệ qua vùng biển nơi mà các quyền tự do hàng hải được áp dụng phù hợp với luật pháp của quốc tế. Thông cáo của Hải quân Hoa Kỳ nêu rõ là chuyến đi của tàu USS Ralph Johnson và tàu Ottawa qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Hoa Kỳ cũng như các đồng minh và đối tác của chúng tôi đối với một khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trung Quốc như thường lệ đã lên án hành động này, cáo buộc hai con tàu của Hoa Kỳ và Canada đang làm màu để thu hút sự chú ý của công luận. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc cho biết lực lượng của họ đã theo dõi hai con tàu và đã xử lý tình hình theo luật pháp. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay là hai con tàu này đi về hướng Nam và họ không quan sát thấy bất cứ điều gì bất thường cả. Mặc dù các tàu chiến của Hoa Kỳ vẫn thường xuyên đi qua eo biển Đài Loan mỗi tháng một lần, nhưng ít khi nào đi chung với tàu của các nước khác. Hiện tại vẫn chưa rõ nhiệm vụ tuần tra chung giữa Hải quân Hoa Kỳ và Canada lần này nhằm mục đích gì. Trong lần tuần tra chung trước đó hồi tháng 6, Quân đội Hoa Kỳ cho hay là tàu khu trục USS Chung Hoon và tàu khu trục Montreal của Canada đang tiến hành quá cảnh thường lệ của eo biển Đài Loan thì đã bị một tàu của Trung Quốc cắt ngang phía trước tàu Mỹ tiến vào trong phạm vi cách chỉ có 137 mét gây ra một sự tương tác không an toàn. Số người chết trong trận động đất tại Morocco đã vượt quá 2.000 người. Tính đến cuối ngày thứ Bảy, Bộ Nội vụ Morocco cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh nhất ở nước này đã lên đến ít nhất 2.012 người, hơn 2.000 người khác bị thương. Trận động đất có cường độ 6,8 độ Richter, tầm chấn sâu 18,5 km, xảy ra vào khoảng 11 giờ đêm ngày 8 tháng 9 trong vùng EQ hẻo lánh, quét qua dãy núi High Alas. Những cơn địa chấn được cảm nhận ở những nơi xa như Hueva và Haen thuộc Andalusia, miền nam Tây Ban Nha. Một quan chức địa phương cho biết hầu hết người thiệt mạng đều ở khu vực đồi núi khó tiếp cận. Tại làng Amizmi cần tâm chấn, các nhân viên cứu nạn đang đào bới đống đổ nát bằng tay để tìm các nạn nhân còn sống sót. Tại Marrakech, thành phố thứ lớn thứ ba của Morocco, cách tâm chấn khoảng 72 km, 13 người được xác nhận đã thiệt mạng. Còn tại trung tâm thành phố cổ, di sản thế giới được UNESCO công nhận, một ngọn tháp trên đền thờ Hồi giáo đã bị đổ ở quảng trường Jema al -Fina. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ xác nhận đây là trận động đất mạnh nhất tại Morocco trong vòng 120 năm qua. Cộng đồng quốc tế đã gửi lời chia buồn. Liên hiệp quốc tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Morocco trong nỗ lực giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng. Liên đoàn các quốc gia Ả Rập cho biết mọi trái tim đang hướng về những người anh em ở Morocco và cầu mong người dân ở đây nhanh chóng vượt qua cuộc khủng hoảng này. Liên minh châu Âu cam kết sẵn sàng cung cấp cho Morocco bất kỳ sự trợ giúp nào cần thiết. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Morocco cũng chia buồn tới các nạn nhân trận động đất và cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Trong một diễn biến khác, hôm thứ Bảy ngày 9 tháng 9, một trận động đất mạnh 5,9 độ Richter đã xảy ra trên đảo Sulawesi của Indonesia, tâm chấn sâu 10 km dưới lòng đất nhưng không gây ra sóng thần. Năm 2018, một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter xảy ra ở cùng khu vực đã gây ra sóng thần, gây thiệt hại thảm khốc. Cảnh báo bão Lee di chuyển về phía bắc của Puerto Rico Hurricane Lee là cơn bão mạnh cấp 3 theo dự kiến sẽ di chuyển về phía bắc của Puerto Rico và quần đảo Virgin Island thuộc Hoa Kỳ vào cuối tuần này, nhưng có thể gây ra tình trạng nguy hiểm trên các bay biển của các tiểu bang miền đông nước Mỹ bắt đầu từ ngày hôm nay. Trung tâm dự báo bão quốc gia Hoa Kỳ cho biết là Hurricane Lee với sức gió lên tới 185 cây số một giờ đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 19 cây số giờ, nhưng tốc độ của nó sẽ được dự đoán là sẽ giảm đáng kể. Hiện tại vẫn còn quá sớm để biết mức độ tác động nếu có của bão Lee có thể sẽ ra dọc theo bờ biển miền đông của Hoa Kỳ, Đại Tây Dương, Canada hoặc là Bermuda vào cuối tuần tới, đặc biệt là khi nó được dự đoán sẽ di chuyển chậm lại trên vùng Tây Nam Đại Tây Dương. Hurricane Lee là cơn bão thứ 12 được đặt tên trong mùa bão Đại Tây Dương năm nay và là cơn bão mạnh cấp 5 đầu tiên, nhưng sau đó đã giảm bớt cường độ thành bão cấp 3. Ngoài Hurricane Lee, Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia của Hoa Kỳ cũng đang theo dõi bão nhiệt đới Margo vừa hình thành hôm thứ Năm ở vùng nhiệt đới phía đông Đại Tây Dương và được dự báo sẽ trở thành bão vào đầu tuần tới. Thế nhưng hiện tại bão ngo không có mối đe dọa nào đối với nước Mỹ. Biến đổi khí hậu làm nước biển ấm lên tạo điều kiện để bão cường độ mạnh có thể hình thành, sau đó nhanh chóng tăng cấp và di chuyển vào đất liền đồng thời mang theo nhiều nước hơn. Theo các chuyên gia khí hậu cũng như các chuyên gia thời tiết, biến đổi khí hậu không làm gia tăng tần suất xảy ra các cơn bão nhưng lại khiến chúng gia tăng cường độ và mức độ tàn phá. Nhật Bản tìm cách đối phó với tình trạng núi Phú Sĩ bị quá tải du khách với hàng triệu du khách khéo tới mỗi năm, núi Phú Sĩ không còn là địa điểm hành hương yên bình như xưa. Năm 2013, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đưa núi Phú Sĩ vào danh sách di sản thế giới. Tuy nhiên, sự công nhận này vừa là điều may mắn, vừa là lời nguyền. Giới chức Nhật Bản nói rằng số du khách đến thăm và khám phá ngọn núi lửa nổi tiếng cao 3.776m nằm vắt ngang qua hai tỉnh Shizuoka và Yamanashi cả ngày lẫn đêm vừa nguy hiểm vừa gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái và các vấn đề khác. Số du khách đã tăng hơn gấp đôi từ năm 2012 đến năm 2019, lên 5,1 triệu chỉ tính riêng tỉnh Yamanashi, điểm xuất phát chính để leo núi, không chỉ ban ngày, những hàng dài du khách còn mang theo đèn pin tìm đường lên núi vào ban đêm để ngắm mặt trời mọc sáng hôm sau. Ông Masatake Izumi, một quan chức địa phương cho biết, số người leo núi đông đúc làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Một số người leo núi vào ban đêm bị hạ thân nhiệt và phải đưa trở lại trạm sơ cứu. Tình trạng quá tải có thể buộc giới hữu trách phải thực hiện các biện pháp quyết liệt như hạn chế số du khách đến leo núi tháng trước chính quyền loan báo sẽ lần đầu tiên áp dụng các biện pháp kiểm soát đám đông nếu đường đi quá đông tuy nhiên các biện pháp này đến nay vẫn chưa được thực hiện số du khách trong năm tới theo ước tính sẽ còn tăng cao hơn nữa nhất là từ trung quốc thống đốc tỉnh yamanashi ông kotaro nagasaki đã kêu gọi chính phủ cần thực hiện các biện pháp để bảo đảm núi phú sĩ không bị mất danh hiệu unesco một giải pháp có thể là xây dựng hệ thống xe lửa lên núi để thay thế con đường chính dẫn dẫn đến điểm xuất phát cho người leo núi. Một số du khách khi được hỏi cho biết họ ủng hộ việc thu thuế du lịch như một cách để cải thiện tình hình. Và đó là những bản tin thế giới. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Hoa Kỳ sau một số thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. và sau đây là phần tin hoa kỳ Tòa phúc thẩm nới lỏng hạn chế lệnh cấm chính quyền Biden không được tiếp xúc với các công ty truyền thông xã hội. Tòa phúc thẩm liên bang địa hạt năm tại New Orleans hôm thứ sáu đã ra phán quyết nói rằng tòa bạch ốc FBI và các quan chức y tế của chính phủ không được ép buộc hoặc là khuyến khích các công ty truyền thông mạng xã hội xóa bỏ những nội dung mà chính quyền Biden coi là những thông tin sai lệch, bao gồm cả những nội dung về Covid và gian lận bầu cử. Thế nhưng tòa cũng hủy bỏ phần lớn lệnh cấm mà tòa dưới đã ban hành trước đó, hạn chế việc chính quyền tiếp xúc với các công ty truyền thông mạng xã hội hội. Tòa đã tạm dừng lệnh cấm này trong 10 ngày để chính quyền có thể yêu cầu tối cao pháp viện xem xét lại. Chính quyền tổng thống Joe Biden lập luận rằng họ đã yêu cầu các công ty truyền thông xã hội gỡ bỏ các bài đăng về những thông tin sai lệch có hại, nhưng chưa bao giờ buộc các công ty này phải làm như vậy. Hồi năm ngoái, tổng trưởng lý hai tiểu bang là Missouri và Louisiana thuộc đảng Cộng Hòa đã đệ đơn kiện cáo buộc rằng nhiều quan chức liên bang đã ép buộc các nền tảng truyền thông mạng xã hội kiểm duyệt nội dung sai lệch liên quan tới Covid cũng như cáo buộc gian lận bầu cử. Hành động này đã vi phạm quyền tự do ngôn luận theo hiến pháp. Thẩm phán Terry Doty được cựu tổng thống Donald Trump đề cử trong phán quyết ngày 4 tháng 7 đã cấm Bộ Y tế, FBI và nhiều cơ quan chính phủ liên bang cũng như các viên chức hành pháp khác không được khuyến khích gây áp lực hoặc là xúi dục theo mọi cách nhằm đàn áp hoặc giảm bớt các nội dung về quyền tự do ngôn luận. Chính quyền tổng thống Joe Biden kiện lên tòa phúc thẩm lập luận rằng lệnh cấm của tòa cấp dưới là quá rộng và sẽ ảnh hưởng tới khả năng của chính phủ trong việc chống lại thông tin sai lạc lan truyền trên mạng xã hội. Nay thì tòa phúc thẩm ra phán quyết đồng ý với các cáo buộc của hai tư bang Missouri và Louisiana rằng tuy các quan chức chính phủ quan tâm tới việc hợp tác với các công ty truyền thông mạng xã hội về thông tin sai lệch, thế nhưng chính phủ không được phép thúc đẩy những lợi ích này tới mức tham gia vào việc trấn quan điểm. Tuy vậy, tòa phúc thẩm cũng hủy bỏ phần lớn lệnh cấm của tòa dưới ngoại trừ một điều khoản đã bị thu hẹp. Theo phán quyết của tòa phúc thẩm, thì một lệnh cấm hẹp hơn sẽ được áp dụng cho tòa bạch ốc, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc và api, nhưng sẽ không còn áp dụng cho các quan chức liên bang khác. Chính quyền Biden đưa tranh chấp về thuốc phá thai lên tối cao pháp viện. Chính quyền tổng thống Joe Biden đã đưa vụ kiện bảo vệ quyền tiếp cận rộng rãi thuốc phá thai mifepristone lên tối cao pháp viện. Kháng cáo phán quyết của tòa phúc thẩm liên bang địa hạt số 5 có trụ sở tại New Orleans cấm kê đơn thuốc từ xa và vận chuyển Mifepristone qua đường bưu điện. Hãng dược Danco, hãng bào chế thuốc Mifepristone cũng đã nộp đơn kháng cáo tương tự. Bộ Tư pháp nói rằng lệnh cấm của tòa phúc thẩm sẽ gây ra hậu quả tai hại cho những phụ nữ tìm cách phá thai hợp pháp và hệ thống chăm sóc sức khỏe phụ thuộc vào sự sẵn có của thuốc. Phán quyết này cũng có thể gây nguy hiểm cho cơ quan quản trị thực và dược phẩm FDA đã phê duyệt thuốc Mifepristone năm 2000. Tối, nếu tối cao pháp viện quyết định thụ lý vụ kiện, tòa có thể xử vụ này trong nhiệm kỳ tới và sẽ đưa ra phán quyết vào cuối tháng 6 năm 2024. Trước đó, hồi tháng 4, tối cao Pháp viện đã chấp nhận các yêu cầu khẩn cấp của Bộ Tư pháp và hãng dược Danco, tạm hoãn phán quyết của một thẩm phán tòa cấp dưới cấm sử dụng thuốc Mifepristone, trong khi vụ kiện vẫn tiếp tục. Mifepristone được dùng chung với một thuốc khác là Misoprostol để thực hiện phá thai bằng thuốc, chiếm hơn một nửa số ca phá thai ở Mỹ. Thuốc này đã được FDA đánh giá là an toàn và hữu hiệu và cho phép sử dụng hơn 20 năm qua. Thế nhưng năm ngoái, các nhóm chống phá thai đã kiện FDA cáo buộc cơ quan này để phê duyệt thuốc Mifepristone một cách bất hợp pháp và gọi đây là một loại thuốc nguy hiểm. Sở thuế sẽ dí hàng ngàn triệu phú để thu hồi hàng trăm triệu Mỹ Kim tiền thuế. Sở thuế IRS thông báo họ đang nỗ lực tích cực theo đuổi 1.600 triệu phú và 75 đối tác kinh doanh, tức là partnership business lớn, đang nợ hàng trăm triệu Mỹ Kim tiền thuế đã quá hạn. Ủy viên của IRS là ông Daniel Werfel cho biết, với việc tăng cường tài trợ của liên bang và sự trợ giúp của các công cụ trí tuệ nhân tạo, sở thuế này đã có những phương tiện mới để nhắm mục tiêu vào những người giàu có cố tình tìm cách trốn thuế. Ông cho biết là 1.600 triệu phú nợ thuế ít nhất là 250.000 Mỹ Kim mỗi người và 75 partnership lớn có tài sản trung bình khoảng 10 tỷ Mỹ Kim đang được nhắm mục tiêu. IRS hiện đang thuê mướn thêm nhiều nhân viên và phát triển công cụ AI nhằm xác định những người giàu có nào trốn thuế. Hồi tháng 7 vừa qua, IRS cho hay là họ đã thu được 38 triệu Mỹ Kim tiền thuế quá hạn từ hơn 175 người nộp thuế, có thu nhập cao chỉ trong vòng vài tháng. IRS này sẽ tiếp tục tập trung vào các nỗ lực này trong tài khóa tới 2024, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 tới đây. Năm 2021, một nhóm gồm các nhà kinh tế cũng như các nhà nghiên cứu của IRS đã phát hiện ra rằng 1% những người có thu nhập cao Cao nhất ở nước Mỹ đã không báo cáo tới hơn 20% thu nhập của họ cho sở thuế. Đảng Cộng Hòa lâu nay vẫn luôn phản đối các kế hoạch tăng cường kiểm tra thuế của IRS. Americans for Tax Reform, một nhóm hữu huynh bảo thủ, nói rằng tuy kế hoạch hiện nay của IRS chỉ nhắm vào giới nhà giàu, nhưng trước sau gì sở thuế cũng sẽ nhắm tới những người Mỹ có thu nhập trung bình. Còn Taxpayers Protection Alliance, một tổ chức hữu huynh khác, thì nói rằng hy vọng điều này không được dùng làm cái cớ để sở thuế tuyển thêm hàng ngàn nhân viên mới chỉ để kiểm toán đông đảo dân chúng Mỹ. IRS đã được cấp ngân sách 80 tỷ Mỹ Kim để cải tổ từ đạo luật giảm phát mà Tổng thống Biden ký ban hành tháng 8 năm ngoái. Thế nhưng đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã yêu cầu các giảm 1,4 tỷ Mỹ Kim cho IRS trong thỏa thuận tăng mức trần nợ và các giảm ngân sách hồi mùa hè năm nay. Tòa Bạch Ốc cho biết là thỏa thuận nâng mức trần nợ với đảng Cộng hòa cũng bao gồm một điều khoản khác, các giảm tới 20 tỷ Mỹ Kim tài trợ cho sở thuế trong vòng 2 năm tới. Bệnh viện Kaiser đồng ý trả 49 triệu Mỹ Kim dàn xếp vụ kiện đổ rác thải y tế trái phép. Hệ thống bệnh viện lớn nhất California, Kaiser, đã đồng ý trả 49 triệu Mỹ Kim để dàn xếp vụ kiện bị cáo buộc đổ rác độc hại và rác y tế, cùng với thông tin sức khỏe bảo mật của hàng ngàn bệnh nhân vô những thùng rác được chở ra bãi rác địa phương. Thỏa thuận dàn xếp được Bộ trưởng Tư pháp California, ông Rob Bonta, và chánh biện lý 6 quận hạt bao gồm Alameda, San Bernardino, San Francisco, San Joaquin, San Mateo và Yolo loan báo. Theo thỏa thuận dàn xếp, Kaiser đồng ý trả 47,25 triệu Mỹ Kim, gồm 37,5 triệu tiền phạt dân sự, 4,8 triệu phí luật sư và 4,9 triệu làm dự án môi trường. Ngoài ra, họ còn phải thuê công ty bên ngoài kiểm tra rác trong 5 năm tới và phải chi 3,5 triệu Mỹ Kim cải thiện biện pháp bảo vệ môi trường tại các bệnh viện Kaiser trên khắp California. Nếu không làm đúng như vậy, Kaiser sẽ bị phạt thêm 1,5 triệu Mỹ Kim. Các nhà điều tra đã kiểm tra bí mật thùng rác tại 16 cơ sở của hệ thống bệnh viện Kaiser từ năm 2015, tìm thấy hàng trăm món rác độc hại như aerosol, thuốc chùi rửa, pin, rác điện tử, ống chích, chất dịch trong cơ thể và thuốc men. Kết quả thanh tra còn cho thấy 10.000 trang hồ sơ sức khỏe của hơn 7.700 bệnh nhân bị vứt bỏ không đúng cách. Sau khi kết quả cuộc điều tra được công bố, Kaiser đã thuê công ty bên ngoài thực hiện hơn 1.100 cuộc kiểm tra rác, đồng thời điều chỉnh quy trình hoạt động để cải thiện việc xử lý, chứa và đổ rác đại diện kaiser tuyên bố chúng tôi rất coi trọng vấn đề này nên đã hoàn toàn nhận trách nhiệm và cùng với bộ trưởng tư pháp california và chánh biện lý các quận hạt điều chỉnh quy trình của chúng tôi liên quan tới chất thải ở cơ sở nào có lẽ không đúng tiêu chuẩn trước khi đưa đến các bãi ra cảnh sát california tăng cường lực lượng đối phó với các vụ chiếm đường biểu diễn xe các sở cảnh sát trên khắp california cho biết họ đã sẵn sàng để đối phó với những vụ đám đông chiếm đường bất hợp pháp tiếng mỹ gọi là street takeover để biểu diễn xe rầm rộ có thể sắp xảy ra các sở cảnh sát địa phương tin rằng vụ chiếm đường này sẽ kéo dài nhiều ngày và di chuyển từ los angeles miền nam california lên vùng bay area bắc california Phát ngôn nhân nha cảnh sát tuần tra xa lộ California CHP, ông Ruben Jones cho biết, cuộc biểu diễn bất hợp pháp này được đặt tên là LA to the Bay hay là California vs Everyone. Thông tin này đến từ các trang mạng xã hội nay đã bị xóa, nhưng giới hữu trách vẫn phải đề phòng. Sở cảnh sát Sacramento cùng với nhiều sở cảnh sát khác đã lên tiếng báo động về vụ chiếm đường bất hợp pháp và nguy hiểm dự trù xảy ra vào cuối tuần này. Do đó, quý vị sẽ thấy tất cả các sở cảnh sát của San Joaquin County, bao gồm các thành phố Stockton, Lodi, Ripon, Manta, cả Lathrop và cả CHP sẽ cùng hợp lực để thành lập một lực lượng đặc nhiệm sẵn sàng đối phó với những vụ như vậy xảy ra trong bãi đậu xe hoặc trên đường phố. CHP cảnh báo là họ sẽ bắt giữ tài xế cũng như những khán giả tham gia đứng xem những vụ chiếm đường biểu diễn này. Phát ngôn nhân Ruben Jones cũng nói thêm rằng bọn chúng rất đông và một số có thể trốn thoát. Nhưng nếu chúng tôi lấy được bản số xe của chúng, chúng tôi sẽ xin trát bắt và chúng sẽ bị bắt, còn xe sẽ bị tạm giam trong 30 ngày. CHP khuyên rằng nếu bất kỳ ai bị mắc kẹt trong một vụ đám đông chiếm đường biểu diễn xe như vậy, tốt nhất là cứ ở yên trong xe của mình và nếu thấy an toàn có thể dùng điện thoại thu hình lại bất kỳ hình ảnh nào hoặc là bản số xe của những chiếc xe đang tham gia và trình báo với cảnh sát. Sang qua bản tin địa phương tại miền Nam California, cảnh sát tiếp tục truy lùng hung thủ đâm chết một hành khách trên xe metro. Sở cảnh sát Los Angeles LAPD vẫn đang tiếp tục truy lùng hung thủ đã vô cớ đâm chết một hành khách 23 tuổi trên chuyến xe metro B Red Line ở downtown Los Angeles. Án mạng xảy ra vào khoảng 5 giờ 20 phút chiều ngày thứ Năm 7 tháng 9 tại ga tàu điện Pershing Square Metro. Theo LAPD, nghi can đã tiếp cận nạn nhân, rút dao và không nói không rằng đâm thẳng vào ngực nạn nhân, anh Jesse Rodriguez. Thế nhưng các bản tin trước đó nói rằng hai người đã cãi nhau. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng đã không qua khỏi. Cảnh sát cho biết hung thủ đã tẩu thoát khỏi hiện trường và được nhìn thấy lần cuối khi đi lên cầu thang từ ga tàu điện ngầm. Hôm thứ Sáu, LAPD đã công bố tấm hình chụp nghi can thu được từ camera an ninh với hy vọng công chúng sẽ giúp báo tin. Nghi can được mô tả là da đen, cao 6 feet 2 và nặng khoảng 180 pound, có ria mép và để râu. Bất kỳ ai có thông tin gì về vụ án này được yêu cầu liên lạc ngay với Sở Cảnh sát LAPD qua số điện thoại 213 2139964142. 213 và chuyện chỉ có tại Mỹ, vụ đứa bé 10 tuổi bị bắt vì tiểu bậy ngoài đường, gia đình đòi sa thải sở trưởng cảnh sát. Một bà mẹ ở thành phố Senatobia, tiểu bang Mississippi, đang đòi sở cảnh sát thành phố phải xin lỗi và sa thải nhiều viên cảnh sát có liên quan tới vụ bắt giữ đứa con trai 10 tuổi của bà ta vì tội tiểu bậy trong bãi đậu xe ngoài đường. Sự việc xảy ra từ ngày 10 tháng 8, bà nhà Eason kể rằng bữa đó bà có hẹn tại một cơ sở thương mại. Con trai của bà, cậu bé Quentavious, 10 tuổi, nhìn thấy bản thông báo là không có nhà vệ sinh công cộng, nên đành tiểu trên đất tư nhân gần chiếc xe của bà. Một viên cảnh sát lái xe đi ngang qua nhìn thấy nên dừng lại, bước vào bên trong cơ sở thương mại tìm mẹ của cậu bé. Bà y sinh cho biết bà đã rầy la con mình và viên cảnh sát có vẻ hài lòng cho phép cậu quay trở lại xe của bà. Bà tưởng như vậy là xong xuôi, ai ngờ sau đó thêm 4 viên cảnh sát khác bước tới trong đó có một trung úy bắt bé trai đưa lên xe cảnh sát và chở về đồn. ông Richard Chandler, sở trưởng sở cảnh sát thành phố cho biết cậu bé không bị còng tay khi bị bắt. ông nói rằng bà mẹ không có mặt khi cậu bé tiểu bậy và khi cảnh sát tìm thấy bà, họ đã thông báo là con trai của bà sẽ bị đưa ra tòa thiếu niên vì vụ này. sau đó cảnh sát đã chở cậu bé về đồn để làm giấy tờ rồi trả cậu bé về lại cho gia đình. luật sư đại diện cho gia đình thì nói là cậu bé bị giữ ở đồn cảnh sát khoảng 45 phút cho tới một tiếng. bà Ysin thì thắc mắc là không biết vụ bắt giữ này có liên liên quan tới chủng tộc hay không, mà đặt câu hỏi là nếu đó là đứa trẻ da trắng, quý vị có nhốt vô lòng hay không? Nếu đó là đứa trẻ da trắng, có lẽ ông cảnh sát kia thậm chí sẽ không thèm dừng xe lại. Sở cảnh sát thừa nhận là chúng tôi quyết định sai lầm khi chở cậu bé về đồn cảnh sát, vừa người mẹ có mặt ở đó lúc đó nên có thể giải quyết theo cách khác. Sự việc đã khiến cho Sở cảnh sát điều tra nội bộ và kết quả là một trong bốn viên cảnh sát có liên quan đã bị cho thôi việc, những người còn lại thì sẽ bị kỷ luật. Thế nhưng gia đình bà Y sinh vẫn chưa chịu, họ đòi sở cảnh sát phải xin lỗi, đòi sa thải cảnh sát trưởng Richard Chandler, viên trung úy cảnh sát đã có mặt tại hiện trường hôm đó và luôn cả viên cảnh sát đã bắt con trai của họ, gia đình cũng yêu cầu phải xóa cáo trạng đối với cậu bé. Và đó là bản tin Hoa Kỳ, sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với những bản tin đến từ Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. và sau đây là phần tin việt nam nhiều hợp đồng thương mại trị giá hàng tỷ mỹ kim sẽ được ký kết trong chuyến thăm việt nam của tổng thống biden đại sứ việt nam tại hoa kỳ ông nguyễn quốc dũng cho biết trong chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam, hai bên sẽ gặp gỡ các doanh nghiệp công nghệ ký kết nhiều thỏa thuận hợp đồng kinh tế quan trọng có thể trị giá hàng nhiều tỷ Mỹ Kim. Ngoài các hợp đồng thương mại lớn, hai nước cũng theo dự kiến sẽ khởi động một số sáng kiến hợp tác về chất bán dẫn, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, mạng viễn thông và chuyển đổi sang năng lượng xanh. Tòa Bạch Ốc loan báo là chất bán dẫn sẽ là tâm điểm trong chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Biden nhằm tăng cường vai trò toàn cầu của Việt Nam trong các lĩnh vực sản xuất chip để giảm thiểu sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào Trung Quốc. Nhiều nhiều công ty kỹ thuật số và bán dẫn hàng đầu của Hoa Kỳ như là Intel, Google, Global Foundries, Amcor, Marvel, Boeing đã tháp tùng trong chuyến đi và theo dự kiến sẽ tham dự một cuộc họp vào ngày mai thứ hai với phía Việt Nam. Trong đó thì một số doanh nghiệp đã đầu tư hoặc là đã loan báo kế hoạch đầu tư vào Việt Nam. Intel hiện có một nhà máy trị giá lên tới 1,5 tỷ Mỹ Kim ở miền Nam Việt Nam chuyên lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm chip. Đây là nhà máy lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của Intel. Công ty Amcor cũng đang xây dựng một nhà máy hiện đại và để lắp ráp và thử nghiệm chất bán dẫn ở miền Bắc của Việt Nam. Trong khi hãng thiết kế chip Marvel cũng loan báo kế hoạch xây dựng một trung tâm đẳng cấp thế giới tại Việt Nam. Việt Nam hiện là quốc gia xuất cảng điện thoại thông minh và điện tử lớn của thế giới, cũng đang có tham vọng xây dựng nhà máy sản xuất chip của riêng mình. Hà Nội đã tổ chức các cuộc họp với hầu hết các công ty chip lớn như là Intel, Samsung và Qualcomm để xin lời khuyên về việc thành lập nhà máy sản xuất chip đầu tiên của Việt Nam. Ngoài kỹ nghệ chip và chất bán dẫn, Hoa Kỳ tin rằng việc nâng cấp mối ban giao với Hà Nội Hà Nội cũng có thể giúp thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo. Cũng trong chuyến thăm lần này của Tổng thống Biden, hãng Boeing theo dự kiến sẽ loan báo thỏa thuận bán 50 máy bay phản lực 737 MAX cho Việt Nam. Các dân biểu Mỹ đề nghị Tổng thống Biden kêu gọi Hà Nội phóng thích các tù nhân lương tâm. Năm dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ đã gửi thư đến Tổng thống Joe Biden, bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền Việt Nam trước chuyến thăm của ông tới Hà Nội. Các dân biểu Joe Lofgren, Chris Smith, Louis Correa, Michelle Steele và Anna Issue yêu cầu ông Biden tận dụng chuyến thăm để đề cập tới những vi phạm nhân quyền của Việt Nam và tối thiểu phải làm sao để Hà Nội phóng thích các tù nhân lương tâm và bảo đảm không có chuyện bắt bớ tù đầy khi Washington và Hà Nội nâng cấp mối bàn giao. Lá thư đính kèm một danh sách các tù nhân lương tâm đã được xác nhận và đề nghị Tổng thống Biden sử dụng tài liệu này khi tiếp xúc với các quan chức Việt Nam để kêu gọi phóng thích họ năm vị dân biểu cho rằng phản ứng im lặng từ tòa bạch ốc và bộ ngoại giao hoa kỳ trước tình trạng đàn áp nhân quyền gia tăng ở việt nam trong vài năm qua dường như đã khuyến khích những người theo đường lối cứng rắn trong đảng cộng sản việt nam lá thư yêu cầu tổng thống biden khi thương thuyết với giới lãnh đạo hà nội hãy bảo đảm là họ phóng thích các tù nhân lương tâm vô điều kiện ngừng bắt giữ các nhà hoạt động và ân xá cho tất cả tù nhân lương tâm trước khi muốn mua vũ khí của hoa kỳ Hôm thứ Bảy ngày 9 tháng 9, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Human Rights Watch cũng phát đi thông cáo đề nghị Tổng thống Biden nêu các vấn đề nhân quyền và yêu cầu thả các tù nhân lương tâm khi đến thăm Việt Nam. Các trường hợp cụ thể được nhắc tên là các vị Bùi Tuấn Lâm, Trần Văn Bang, Phạm Đoan Trang cùng các nhà bảo vệ môi trường Hoàng Thị Minh Hồng, Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương. Thông cáo của Human Rights Watch đề nghị Tổng thống Biden thúc giục các nhà lãnh đạo Việt Nam hủy bỏ họ hoặc sửa đổi các điều luật mơ hồ và có thể diễn giải tùy tiện thành cáo buộc chống phá. Tổng thống Biden cũng được yêu cầu kêu gọi chính quyền Việt Nam cho phép tất cả các nhóm tôn giáo độc lập được tự do hoạt động tôn giáo, cũng như hủy bỏ hoặc sửa đổi luật an ninh mạng cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Đại diện Human Rights Watch tuyên bố sự im lặng của Hoa Kỳ trước các vấn đề nhân quyền có thể bị xem là đồng lõa với việc đàn áp nhân quyền ngày càng mở rộng của Hà Nội và làm tổn hại tới mối quan hệ lâu dài giữa hai nước. Một tù nhân lương tâm của Việt Nam bất ngờ được phóng thích và cho đi tị nạn ở Đức. Tối ngày thứ Sáu 8 tháng 9, tù nhân lương tâm ông Nguyễn Bắc Truyển và vợ đã đến Berlin, thủ đô của nước Đức, sau khi được trả tự do từ trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam. Vợ của ông bà Bùi Kim Phượng đăng trên Facebook tấm hình cả hai vợ chồng đang đứng trước một bức tường được cho là bức tường Berlin viết rằng Vợ chồng tôi đã đến thủ đô Berlin của nước Đức bình an vào đêm ngày 8 tháng 9. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự vận động để trả tự do cho tôi của chính phủ Đức và sự hỗ trợ nhiệt tình của các viên chức tòa đại sứ và tổng lãnh sự Đức trong suốt chuyến đi. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý quý thân hữu đã quan tâm giúp đỡ gia đình chúng tôi trong suốt thời gian 6 năm, 1 tháng, 7 ngày tù vừa qua. Hiện nay chúng tôi cần thời gian để hồi phục sức khỏe và ổn định cuộc sống. Trong tương lai chúng tôi sẽ trò chuyện nhiều hơn với quý thân hữu. Bộ Ngoại giao Đức xác nhận tin tức ông Truyển được trả tự do và cho đi tị nạn tại Đức, gọi đây là một hành động nhân đạo của chính quyền Hà Nội. Tuy nhiên, truyền thông Việt Nam thì hoàn toàn im lặng trước tin này và cũng không giải thích lý do vì sao ông Truyển được trả tự do khi chưa chấp hành xong án tù. Ông Nguyễn Bắc Truyển, 55 tuổi, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, thành viên hội Anh Em Dân Chủ, đã bị bắt năm 2017 và bị tuyên án 11 năm tù với cái gọi là tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền cùng với các thành viên khác của hội Anh Em Dân Chủ. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên án bản án này là mang động cơ chính trị và đàn áp tôn giáo. Bộ Công an biện minh cho sự chênh lệch số tiền hối lộ gấp 8 lần trong vụ Việt Á. Tại cuộc họp báo chiều ngày 9 tháng 9 liên quan đến vụ Việt Á, phóng viên đặt câu hỏi, hồi đầu tháng 6, Bộ Công an cho biết công ty Việt Á kiếm lãi khoảng 4.000 tỷ đồng và chi khoảng 800 tỷ đồng để bôi trơn. Nhưng trong kết luận điều tra ban hành hồi tháng 8, công an xác định số tiền công ty Việt Á đã hưởng lợi bất chính là 1.200 tỷ đồng và số tiền đưa hối lộ là hơn 106 tỷ đồng, chỉ bằng 1 phần 8 so với con số ban đầu. Tại sao lại có sự chênh lệch quá lớn như vậy? Phát ngôn nhân Bộ Công an Trung tướng Tô Ân Xô giải thích rằng ông Phan Quốc Việt Tổng giám đốc công ty Việt Á và các bị cáo khai rằng lợi nhuận của công ty vào khoảng 4.000 tỷ đồng và đã sử dụng khoảng 20 đến 25% số tiền này tương ứng khoảng 800 tỷ đồng để chi ngoài hợp đồng cho các đối tác. Tuy nhiên kết luận điều tra sau đó cho thấy có sự chênh lệch. Các lý do được ông Xô đưa ra là thứ nhất không thể dùng lời khai ban đầu của các bị cáo làm căn cứ đưa vào kết luận điều tra vì trọng chứng hơn trọng lời khai. Thứ nhì chỉ có đủ căn cứ chứng minh công ty Việt Á đã đưa tiền cho ai, đưa bao nhiêu tiền thì cơ quan điều tra mới kết luận. Và cuối cùng Bộ Công an đã ủy quyền điều tra cho công an 63 tỉnh, thành nhưng đến nay một số tỉnh vẫn đang trong quá trình điều tra về câu hỏi vì sao cùng một hành vi nhận tiền hối lộ nhưng nhiều quan chức chỉ bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ và vi phạm quy định về đấu thầu thay vì tội nhận hối lộ ông sô đáp rằng là vì cách nhận tiền của từng bị cáo khác nhau có bị cáo đặt điều kiện với bên đưa hối lộ và nhận tiền xong mới xử lý nhưng cũng có những bị cáo không đưa ra yêu cầu hay thỏa thuận nào mà chỉ nhận tiền sau khi công việc hoàn thành ông sô nhấn mạnh quán triệt chủ trương nhân văn nhân ái nhưng cũng rất nghiêm khắc của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực có sự phân hóa với từng bị can thấu đáo phân tích rõ tình hình nào là tăng nặng tình tiết nào là giảm nhẹ trách nhiệm tình tiết nào là khoan hồng không để lại oan sai nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm sau qua các bản tin khác, công an xác minh vụ một bé gái 16 tuổi ở Cà Mau bị bạo hành khi đi ở đợ để trừ nợ cho gia đình. Vài ngày qua, mạng xã hội tại Việt Nam đang lan truyền các đoạn clip và một bé gái cùng người nhà kể lại việc bị một bị bạo hành trong nhiều ngày ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Chiều ngày 9 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thị trấn Sông Đốc cho biết công an đã mời những người có liên quan về trụ sở để điều tra. Theo báo cáo của công an thị trấn, thì đoạn clip được thu hình chiều ngày 7 tháng 9 khi bà Huỳnh Thị Hoa có đi gặp bé gái 16 tuổi tên viết tắt là bé Vi sống cùng với bà ngoại tại căn nhà thuê của bà Lê Thị Kiểm, 43 tuổi, hàng xóm của bà Hoa. Khi gặp bé Vi, bà Hoa thấy trên người bé có nhiều vết trầy xước, vết bầm và sưng ở mắt, tay chân và nhiều vị trí khác trên cơ thể bà hỏi thăm thì được bé vi cho biết là mình bị bắt ở đợ nhà bà Kiểm để trừ nợ chơi hội bà bà ngoại còn thiếu. Những vết thương trên cơ thể của em là do bị bà Kiểm và hai đứa con của bà này đánh và hành hạ trong suốt nhiều ngày. Do sợ bị bắt lại và bị đánh tiếp nên em Vi đã bỏ trốn và nhờ người đưa về nhà mẹ ruột ở tỉnh Hậu Giang. Sau khi nghe bé Vi kể bà Hoa đã đến công an thị trấn Sông Đốc để trình báo, công an đã vào cuộc điều tra và mời bà Kiểm lẫn bà ngoại của bé Vi đến để lấy lời khai xác minh. Ông bố chồng 81 tuổi đánh con dâu phải nhập viện. Công an huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng đang mở cuộc điều tra vụ án hai mẹ con cư dân xã Tú Sơn bị hành hung dẫn tới thương tích phải nhập viện cấp cứu. Sự việc xảy ra vào tối ngày 5 tháng 9. Bà Ngô Thị Hà 48 tuổi và cô con gái tên Thủy 29 tuổi và người con rể chồng cô Thủy đang ở trong nhà thì bị ông đồng Duy Cấp 81 tuổi, bố chồng của bà Hà, nhà ở đối diện cầm cây sắt xông vào định hành hung. Đôi bên cãi vã lớn tiếng xô xát lẫn nhau cô thủy bị ông cấp cầm thanh sắt đánh trúng đầu chảy máu nằm té xuống sàn bà hà bên con xông tới ẩu đả với những người bên phía nhà ông cấp người con rể sau đó đóng cửa có vẻ như định can ngăn nhưng ông cấp vẫn tiếp tục hùng hổ xông vào vung cây gậy sắt loạn xạ nhưng không đánh trúng ai ông cấp sau đó nắm đầu bà hà đôi bên lại tiếp tục giằng co trong khi người con rể của bà hà cố can ngăn nhưng bất thành nên lấy điện thoại ra quay lại sự việc bỏ mặt cô vợ là cô thủy nằm ôm đầu máu trên sàn nhà ông cấp thì tiếp tục đóng vào đầu bà hà mấy cái cho đến khi người thân phía nhà ông cấp đến đưa cô thúy đi bệnh viện bà hà lúc đó mới lồn cồn bò dậy sau đó cũng được đưa đến bệnh viện và được bác sĩ chẩn đoán là bị chấn thương sọ não phù nề mặt cùng nhiều vết bầm tím trên người theo công an huyện kiến thụy nguyên nhân vụ tấn công là do bà hà đang trong quá trình giải quyết ly hôn với chồng là con trai ông cấp nên đôi bên đã không ưa nhau Chiều ngày 5 tháng 9, đứa con riêng của ông chồng bà Hà xảy ra mâu thuẫn nên bị hai mẹ con bà Hà đánh. Đến tối cùng ngày khi biết tin cháu nội mình bị đánh, ông cấp tức mình cầm cây sắt sang nhà bà Hà để tính sổ. Và đó là những bản tin Việt Nam. Sau một số thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin showbiz. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Lớp học yoga bị tưởng lầm là hiện trường giết người hàng loạt. Sự việc hy hữu này xảy ra tại Lincolnshire, Anh Quốc tối ngày 6 tháng 9. Nhiều người dân địa phương tưởng các học viên đang nằm thiền trong một lớp yoga là nạn nhân của một vụ giết người hàng loạt theo một nghi lễ tà giáo nào đó nên đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát đã lập tức điều động 5 chiếc xe tuần tra đến lớp học yoga, đến lớp học yoga tại làng Chaple, St Leonard, Lincolnshire, miền đông nước Anh, sau khi nhận được tin báo có 7 thi thể bất động nằm trên mặt sàn căn phòng thiếu ánh sáng. cạnh đó là một người đang đi vòng quanh. Nhưng khi cảnh sát đến kiểm tra, hóa ra đây là các học viên đang thực hành tư thế Savasana, còn được gọi là tư thế xác chết trong yoga, thường được thực hiện khi kết thúc buổi tập. Còn người đi lòng vòng chung quanh là cô giáo dạy yoga, cô Millie Laws, 22 tuổi. Cô Laws kể, tôi thấy hai người dân địa phương đang dắt chó đi dạo, ghé mắt nhìn qua cửa sổ lớp học, rồi vội vã bỏ đi. Tôi cũng chẳng để ý gì lắm, khi đó căn phòng khá tối, tôi chỉ thắp đèn cầy. Các học viên thì nằm yên trên sàn, còn tôi thì mặc áo choàng rộng, đi qua đi lại, nên họ tưởng lầm. Cô cho biết cô chỉ vừa dọn đến địa phương này và mở lớp dạy yoga được 3 tháng. Cô tỏ ra thông cảm cho người gọi điện thoại báo án, nói rằng chắc họ đã rất hoảng sợ khi tưởng đây là vụ giết người hàng loạt. Sau khi cảnh sát đến hiện trường kiểm tra và xác nhận mọi người đều khỏe mạnh, an toàn, các học viên và cô giáo đều được cho rời khỏi phòng tập. Cảnh sát cũng xác nhận người gọi điện báo án chỉ có ý tốt chứ không phải phá bệnh người gọi này thoại báo án là có ý tốt không phải phá bệnh nhưng là một kẻ nhiều chuyện, chuyện mà chỉ... sớm xác <laughs> nhiều chuyện mà nhiều sớm chuyện. sát đúng không cái vụ này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra ở việt nam yeah. đúng không yeah. tại vì sao tại vì dân việt nam họ mà 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 rình chuyện thiên hạ là rình rất biết, biết rất kỹ cho nên là cô giáo nào mà vừa dọn đến vài ngày mở lớp yoga họ biết liền không có chuyện mà tưởng lầm kiểu đúng. này còn cái này đã đã đã, đã nhiều chuyện, chuyện là còn sớm xác nữa bộ phim này cái câu chuyện này tiếp một cái là không có video yeah nếu có video thì mình mình đã biết mình biết mặt của, của hai bà báo tin là sao rồi nhưng mà không cần video mình cũng đoán được mường tượng được cái cảnh tượng lúc đó hai, hai chắc hai bà nghĩ là hai bà chứ nếu mà có ông thì chắc cũng đỡ hơn nói này biết cái bà chửi ô, 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 ô. <laughs> cái ông thì cũng nhiều chuyện không kém các bà hai người sớm xác là đi đi lén lén là dán mắt dán mũi nhìn qua cửa sổ cái kia làm gì đúng không rồi rồi sớm xác chưa biết dám gì thấy nằm mà, thì một tính. đống đó là mất hồn bỏ chạy <laughs> rõ ràng là dân mà dân mà mà nhiều chuyện mà không chuyên nghiệp yeah. đúng không nhưng nhiều chuyện chuyên nghiệp là chỉ một ngày thôi là biết nhà đó ai vừa dọn vô làm cái gì biết rõ ràng hết xin lỗi nhiều người nhà hàng xóm còn mấy cái quần lót cũng biết đó chứ đừng nói <laughs> vậy là chưa được train chưa rồi. được train <laughs> chưa được train cho <laughs> <laughs> nên là cho chịu cái tật sáng sáng bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức cuối tuần của Sài Gòn TV cảm ơn sự theo dõi của quý vị hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày chủ nhật bình an xin kính chào tạm biệt